Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Bên em thì cũng đã nhận phân phối và bán chính thức một số bên xe cũ mà bên em cảm thấy uy tín và đảm bảo về chất lượng khi quý anh chị mua xe. Hiện nay thì em cũng đang cộng tác với Hà Nội Ca nhé, có địa chỉ tại 99 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, ngay gần công viên Cầu Giấy thôi. Hôm nay thì xe đầu tiên mà quay gửi đến quý anh chị thì chắc em gửi đến một cái xe nó vừa vừa tầm tiền. Cũng nhiều khách hàng hỏi qua em tìm những cái xe như này. Honda CRV nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Đây là phiên bản G. Chúng ta có thể phân biệt ngay là một cái đèn hốc sương mù dạng tròn và là halogen. Đó thì nó là phiên bản G. Xe này là xe sản xuất 2018 nhé, biển tỉnh. Bọn em cũng đã mua, rút hồ sơ xong xuôi hết rồi, pháp lý đầy đủ và tất nhiên rồi chúng ta sẽ cam kết là không đâm đụng, ngập nước, máy móc nguyên bản, có văn bản cam kết phạt nguội theo xe. Xe đi thì khá mới, xe này bọn em mua của khách hàng đi mới có 2,2 vạn thôi, 3 năm đi 2,2 vạn. Giá chào hiện nay thì bên em đang chào dao động 915 triệu. Cụ thể như nào thì các bác cứ alo em xem xe rồi mình làm việc về giá nhé. Không phải ngẫu nhiên mà bên em chào cao đâu, bên em không sợ chào cao, chỉ sợ không mua được xe đẹp mà chào cao thôi. Nguyên bản xe thì sẽ không có bậc lên xuống theo xe như này. Cái này là khách hàng người ta mua và lắp thêm rồi. Thường thì lúc mua chúng ta sẽ tặng kèm phụ kiện. Nếu mà 2017 nó đầu xe mới nhập khẩu ấy, thì khả năng là xe mua thêm phụ kiện, giá mua cũng khá cao. Mua lúc đấy khoảng 50 đến 70 triệu phụ kiện theo xe và đợi xe khoảng 3 tháng thì chúng ta có những cái lô nhập khẩu đầu tiên. Đấy, nhập khẩu thì chúng ta nhận ra ngay mâm phay cắt, mâm là mâm phay cắt này. Đuôi xe nó cũng sẽ khác hơn một chút so với những đời xe cuối 16 đầu 17 như ngày xưa. Đuôi nó sẽ thể thao và không bị vuông như là đuôi phóng cũ. Đấy. Form này thì thực ra là vẫn là đẹp nhất. CRV đầu 20 chuyển về lắp ráp với Honda Sensing thì cái đầu xe chúng ta có một cái như bọn em hay gọi là môi cá chê, nó ở dưới ấy, thì nó không được đẹp. Tuy nhiên nó đã hơn một chút chút về giá tiền và công nghệ. Phiên bản này thì đã được trang bị nhá các bạn này. Đèn full LED này. Đấy. Chỉ có mỗi duy nhất là đèn sương mù là đèn halogen thôi. Xe CRV thì không có cảm biến trước. Đổi lại thì chúng ta có một bậc lên xuống này. Mặt kính trải sàn cho xe này. Nói chung là phụ kiện thì xe cũ bao giờ cũng sẽ đầy đủ hơn. Đấy, xe này cũng trang bị. Bác chủ cũng cẩn thận, cắt luôn thảm cao su rồi. Sàn da, nẹp bước chân. Đấy. Ghế thì ghế da chỉnh điện nhá. Đấy, nội thất của CRV nhập khẩu ngày xưa nó sẽ như này. Giá loanh quanh khoảng hơn 900 thì các bác lăn bánh các thứ xong xuôi thì cũng chưa đến 1 tỷ đâu. Ngày xưa mà lăn bánh em nó ấy, cái tầm 2017 mà mua thêm phụ kiện thì phải ngót tỷ 2. Là chúng ta tiết kiệm được khoảng 300 triệu 3 năm. Xe Nhật rộng rãi, 7 chỗ. Đấy, bên em thì cam kết là không đâm đụng, ngập nước, máy móc nguyên bản theo xe. Cam lùi thì tất nhiên là sẵn rồi. CRV phiên bản nhập khẩu thì khác biệt so với phiên bản cao cấp nhất ấy, thì cốp xe trên phiên bản L thì sẽ là cốp điện và chúng ta có cảm biến phía sau. Đấy, ngoài đèn sương mù thì chúng ta có hơn một số về túi khí cũng như option an toàn trên xe. Còn lại thì về cơ bản là nếu mà chỉ để đi lại với một chiếc xe gầm cao, gia đình, rộng rãi, thương hiệu tốt và chi phí nuôi, bảo hành bảo dưỡng rẻ thì CRV G 2018 nhập khẩu như này quá là ok rồi. Bên em chào bán 915 triệu nhé. Các bác là thiện chí thì vui lòng alo trực tiếp em xem xe. Hy vọng quý anh chị ủng hộ em trên quá trình làm xe cũ và xe mới như này. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.